Hello, xin chào bác nhá. Chào bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Lạnh. Hàng về nhiều quá các bạn, nhưng mà bây giờ thì có về nhiều thế, nhiều nữa thì cũng chịu rồi. Mấy cốc bia bắt phải hết ra rồi. Uống mấy cốc bia bốc cũng mới tí thôi là kêu thế. Đây, con này, nó gọi là kinh khủng luôn. Siêu nhiều hàng. Nhưng mà bây giờ nó là ngày này thì không thể nào mà khui ra bán cho các bác được các bạn. Này, nhiều lắm. Đây còn có cả những cái tủ sấy quần áo này. Siêu nhiều luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, mấy tấn cơ. Nhưng mà bây giờ thì không lên được rồi. Thôi thì hẹn các bác ra đầu riêng thôi. Không thì ngày mai cũng làm video thôi. Nên thì các bác thích mã nào thì các bác cứ cọc thôi. Ra 1.6 lên thôi. Đấy, nhiều lắm. Con đấy là con máy sấy nhưng không hiểu sao bị mất đồ rồi. Mất đồ này. Con máy sấy xịn luôn, mất đồ rồi. Đây, nhiều lắm. Siêu nhiều luôn. Nhiều chưa? Kinh khủng. Limited. Mày quá này, còn đông nhân lực bốc hộ chứ không chết. Đông nhân lực bốc hộ. Quá ok luôn. Rất nhiều tủ sấy quần áo luôn cho bác chuẩn bị mùa nồm này. Đấy, nhưng mà thôi hẹn các bác là mùng 6 nhá. Còn nếu mà em vẫn lên video thôi đây này. Đây là những cái tủ sấy quần áo này. Đấy, đây là nguyên tủ nó luôn này. Hay lắm. Cái này ok luôn. Thôi hàng về nhiều quá. Thôi, nhá, hẹn các bác là em lên video, còn có gì thì em sẽ lên sau nhá. Xin chào các bác nhá.